sau khi các tỉnh, thành phố tổ chức đăng ký xe máy điện, nhưng tỷ lệ phương tiện vẫn đăng ký thấp. Bộ Tài chính đã chính thức có công văn hướng dẫn việc miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đang lưu hành nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký. Chủ trương này nhằm mục đích khuyến khích chủ phương tiện mang xe máy điện đi đăng ký. Cụ thể, chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký xe tại công an sẽ được miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 trở đi, chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký xe máy điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện. Ngoài ra phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành. Các trường hợp không chủ động đăng ký, khi phương tiện lưu thông ngoài đường sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.